Xin chào các bạn đã có bộ cùm MD chế tay côn dành cho anh em nha. Bữa giờ anh em hỏi cái bộ cùm MD chế tay côn bây giờ đã về rồi nè các bạn. Đây cái cùm anh đây đã chế bằng đây để anh em gắn cái tay côn vô bóp côn này nha. Đó, đây là bộ cùm của MD còn rất là đẹp nha. Ghi đông nè, nó ghi đông giống sinh l. Đây bên đây tay thắng. Cái này có cả bao tay sưởi ấm này, cặp bao tay sưởi ấm này. Đó. Thì anh em nào có nhu cầu mua thì lên xe 67 thì anh em liên hệ nha. Ở đây mình có rã món nha. Bán cặp bao tay sưởi ấm riêng nè, cặp cùm riêng nè, ghi đông riêng nè, đó 3 phần, 1 2 3, khoảng 3 phần khác nhau. Thì anh em nào có nhu cầu lấy full bộ thì lấy full bộ. Còn mua lẻ thì mua lẻ nha các bạn. Đó. Rồi, anh em có nhu cầu lấy phần nào nhỉ? Cặp bao tay sưởi ấm hay là cặp cùm hay là ghi đông hay là full bộ? Ok. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn. Hàng có sẵn ở khu vực bến xe miền Đông nha. Anh em nào mua thì qua trực tiếp bên shop để mua. Ở xa thì chuyển khoản rồi mình ship bưu điện vào tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, cầm ship code nha anh em. Rồi bên mình còn 3 cục máy dành cho anh em lên xe 67 luôn. Đây là cục máy CD90 các bạn, nguyên zin nha. Này mình có quay rồi các bạn. Rồi cục máy custom 90 nguyên zin luôn, rất là đẹp. Và cục máy tâm tư 50 đó, nguyên zin luôn, rất là đẹp luôn. Đó, thì anh em có nhu cầu lấy món này cứ nhắn tin nằm vào lối với mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn.